Trong series này, chúng ta sẽ cố sống sót trong một bức tường hình vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng thu thập tất cả vật phẩm và chuẩn bị cho hành trình sinh tồn khắc nghiệt này. Cứ mỗi một tập trong series này trôi qua, khu vực của chúng ta sẽ được tăng thêm 5 khối. Và đây là tập thứ 2. Không ngờ là trong video vừa rồi các bạn đã ủng hộ mình rất là nhiều, nên là mình đã không để các bạn chờ lâu. Chúng ta đã bước sang tập thứ 2. Ở đây mình có một con thỏ này, nhưng mà con thỏ nó nằm ngoài khu vực an toàn, thế nên là chúng ta không thể bắt được con thỏ này. Ngày hôm nay chúng ta có 6 nhiệm vụ chính cần phải thực hiện. Đó là xây dựng một lối mòn, tạo ra một nguồn nước vô hạn, sở hữu một trong những quyển sách phù phép, đánh bại pha tôm, xây dựng một máy farm quái vật, và cuối cùng là sở hữu một dân làng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình quảng cáo. Mình biết là khoảng thời gian này sẽ có rất là nhiều bạn nghỉ lễ ăn Tết giống như là mình. Và mình ở đây với một nhiệm vụ là mang đến cho các bạn một làn gió mới. Đó chính là server GuardMyVN. Thì cái ưu điểm của server này đó chính là các bạn có thể chơi Minecraft Java và Minecraft PE. Và trong server GuardMyVN này có những chế độ như Survival, Skyblock và Bad World. Cái điều là mình thích nhất đó chính là chúng ta có thể chơi trên PC và trên điện thoại cùng với nhau. Và mình sẽ để tất cả thông tin bên dưới phần mô tả. Mời các bạn quay trở lại với video. Trước tiên là mình sẽ cho gà ăn. Và chỉ sau một tập mà số lượng gà của chúng ta đã được nhân giống lên rất là nhiều lần. Bây giờ mình sẽ lên phía trên nhà để mà nướng một ít khoai tây. Bây giờ mình sẽ đi xuống và chặt một ít gỗ ở cái cây này. Điều này sẽ giúp chúng ta có một khoảng trống tạo ra một con đường. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu phát họa cái con đường của chúng ta. Ở đây chúng ta có than này. Và ở đây mình đã có 7 cục than. Wait, what? Con thỏ của chúng ta đã bị mắc kẹt vào vùng an toàn. Như vậy là chúng ta đã có sinh vật mới trong thế giới này. Và chúng ta đã thành công. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục phát họa cái con đường đi. Và mình sẽ lắp cái cầu thang bằng đá vào đây. Điều này sẽ rất tiện cho việc di chuyển của chúng ta sau này. Và mình sẽ tạo ra một cái con đường thứ hai, nó nằm ở bên dưới này luôn. Chúng ta sẽ lắp vào đây. Và bây giờ mình sẽ xẻng một ít đất. Sorry em bạn. Lắp một ít đất vào đây. Như vậy là mình đã hoàn thành được một cái con đường đi. Rất là đơn giản và tiện lợi. Bây giờ mình sẽ lấy một ít khoai tây bỏ lò và chúng ta sẽ tiến sang nhiệm vụ thứ hai. Đối với nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ tạo ra một nguồn nước vô hạn. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ xuống dưới này khám phá một chút nhé, để xem coi là chúng ta có khoáng sản nào mới hay không. Ở đây mình có một ít than và chúng ta sẽ lắp nó lại. Giới thiệu với các bạn thì đây là cái máy farm vừa rồi mình xây. Máy farm này chỉ là một vùng tối để tạo ra quái vật. Oh my god, làm cách nào mà những con thây ma có thể ra đây được vậy? Một lát nữa mình sẽ quay trở lại sau. Anh bạn này muốn chơi tay đôi với mình này. Chúng ta đã có thể khai thác được sắt trong tập vừa rồi. Ở đây mình có dung nham. Dung nham sẽ cho chúng ta hắc diện thạch và chúng ta có thể tạo ra một cánh cổng địa ngục. Tuy nhiên chúng ta vẫn chưa thể khai thác được dung nham. Wow, ở đây chúng ta có vật phẩm mới, đó chính là ngọc lưu ly. Ngọc lưu ly sẽ giúp cho chúng ta có thể enchant những bộ giáp tuyệt vời. Có than luôn này. Và như tập vừa rồi thì mình sẽ tiếp tục khai thác cái thứ màu đen đen này. Oh my god. Ở đây chúng ta có một cái hệ thống hang động rất là khổng lồ. Mình không chắc là bên dưới chúng ta có Ancient City hay không nữa. Wow, ở đây chúng ta có vàng này. Nó có thể giúp chúng ta tạo ra một quả táo bằng vàng và sẽ giúp cho chúng ta có một con dân làng. Oh no. Mày muốn khiêu chiến với tao á? Come here. Mình nhìn thấy đá đỏ, nhưng mà có vẻ tập sau chúng ta mới có thể khai thác được nó. Ôi, đây rồi. Ở đây chúng ta có đá đỏ. No, chắc chắn rồi. Chúng ta không thể khai thác được kim cương. Ôi. Wow, mình đã tìm thấy được kim cương. Và mình đã có 6 viên. Ở đây này. Và chúng ta đã có một niềm an ủi nho nhỏ. Mình đang có mặt tại khu vực hầm mỏ. Khu vực này dường như vẫn chưa có quá nhiều thứ nổi bật. Tên nhện này. Mà chúng ta đã có một viên sỏi. Rất là nhiều quái vật. Tuy nhiên trong mắt mình tất cả chỉ là phân bón. Và điều đó là sự thật. Oh no, chạy lẹ. Cái khiên.
Ui, bên dưới hiện tại đang rất là nguy hiểm, nên là mình lên đây hóng gió một xíu. Mình nghĩ mình còn phải tìm cái gì đó giải trí cái đã, chẳng hạn như là trò ném trứng gà. Trước tiên là mình sẽ nấu khoáng sản lên, sau đó mình sẽ tạo ra hai cái cần câu. Câu cá trong Minecraft sẽ có một tỷ lệ xuất hiện những cái quyển sách, và điều này khiến cho mình cảm thấy kích thích. Và chúng ta sẽ cầm một cái cần câu, mình sẽ tạo ra một vài cái cầu thang. Khu vực mình câu nằm ở bên trên ngọn núi tuyết, thế nên là chúng ta cần phải có cầu thang để có thể di chuyển lên phía trên. Có vẻ như chúng ta không thể câu ở đây, nhưng mà ở đây thì có thể. Và mình đã câu được con cá đầu tiên. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải tạo ra một cái khu vực để giúp chúng ta vừa có thể câu cá, vừa có thể né được pha tôm. Bởi vì hiện tại là đêm thứ 3 hay thứ 4 mà mình vẫn chưa ngủ, nên là tỷ lệ pha tôm xuất hiện trong đây sẽ rất là cao. Ủa? Mình câu được kinh nghiệm á. Ui, hình như đây là nước vô hạn có đúng không? Nhưng mà mình không thể cho nó vào xô. Trên hết là chúng ta cần phải tạo ra một ngôi nhà cơ bản. Và chúng ta đã có một nơi trú ẩn. Mình nghĩ mình sẽ dành ra 40 phút để câu cá. Tôi câu hỏng cả hai cái cần câu. Tuy nhiên là chúng ta chả có con cá nào cả. Ơi, ai đó giết tôi đi. Có vẻ như nhiệm vụ tìm ra quyển sách đã thất bại. Như vậy chúng ta sẽ tiến sang nhiệm vụ tiếp theo, đó là chúng ta sẽ tạo ra một nguồn nước vô hạn. Mình sẽ tạo ra những cái vạc để có thể hứng nước mưa. Bởi vì trong phiên bản Minecraft mới nhất, chúng ta đã có thể hứng được nước mưa và kể cả lava. Đây sẽ là khu vực hứng nước mưa, và chúng ta sẽ chờ đợi cơn mưa tiếp theo. Wait what? Hình như mình tìm thấy cái gì đây này. Và đó là những con dân làng xấu xa. Mình nghĩ là bây giờ chúng ta cần phải tạo ra sự chú ý. Nhưng mà bằng cách nào vậy? Yeah. Và chúng ta có những quả trứng gà. Cố lên anh bạn. Mình không chắc là nó có thể thấy được mình. Tuy nhiên là bây giờ mình sẽ lại gần bọn chúng hơn, bằng cách là chúng ta sẽ tạo ra một cái cột trụ, và sau đó chúng ta sẽ ném trứng gà. Với cái khoảng cách này thì mình hy vọng là nó sẽ phát hiện ra được mình. Uầy, nó phát hiện ra được mình rồi này. Cái lá cờ đẹp đấy. Yeah, và mình sẽ lấy lá cờ này để trang trí nhà. Anh ấy đã phát hiện ra ngôi nhà của chúng ta. Tuy nhiên là mình sẽ không tiêu diệt cái con dân làng này. Bởi vì trong thế giới này chúng ta thật sự rất là cô đơn, nên là mình sẽ quyết định biến anh ấy thành một người bạn của chúng ta. Một người bạn hiền lành, theo đúng nghĩa đen. Bây giờ mình sẽ đứng ở đây và chờ đợi cho anh bạn của chúng ta bắn gãy cây cung. Có vẻ như chúng ta vẫn chưa thu hoạch được điều gì ở đây. Ồ, điều này đã thật sự hoạt động. Và chúng ta đã có một ít nước ở đây. Tuy nhiên là nước bây giờ vẫn chưa đầy. Cầu trời hãy giúp cho cơn mưa này thêm một lúc nữa, bởi vì tất cả sẽ vô ích nếu như cơn mưa dừng lại vào lúc này. Và cơn mưa đã dừng lại. Tuy nhiên là chúng ta vẫn chưa có hai cái vạc đầy nước, nên là bây giờ mình cần phải làm một cách nào đó để chúng ta có thể... Gì đấy? Oh my god. Cơn mưa đã kết thúc trong khi cái vạc vẫn chưa đầy nước. Và đêm kinh hoàng đầu tiên đã bắt đầu xảy ra. Liệu chúng ta sẽ làm gì để có thể sống sót trong đêm nay? Mình không nghĩ là điều này đến sớm như vậy. Pha tôm đã bắt đầu xuất hiện rồi, và chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi. Ow! Mày! Có một con pha tôm bị mắc kẹt ở trên này. Ow! Nào! Chúng ta là bạn mà! Một con đang đến. Mày! Rất may là mình đã xây dựng ngôi nhà từ trước đó, nên là tạm thời mình sẽ trú ẩn cả đêm trong nhà. Xin chào. À, bạn này có biết nói tiếng Việt không nhờ? Để mình nói tiếng Anh thử. Hello, do you speak Vietnamese? Yeah, tôi nói tiếng Việt. Bây giờ chúng ta phải làm sao với chỗ nước này đây? Tạm thời gác nhiệm vụ đó qua một bên. Trước tiên là mình sẽ tạo ra một cái máy farm quái vật. Mình sẽ xây dựng cái máy farm ở trung tâm của bốn cái chân này. Trời ạ, nó xuất hiện từ đâu đấy? Bây giờ chúng nó cứ bay thì làm cách nào mà chúng ta có thể bắt được nó đây? Uầy, hình như là chúng ta có mũi tên mà đúng không? Dạ, mình có cách rồi. Chưa, bây giờ mình sẽ tìm kiếm mũi tên. Chúng ta có 35 mũi tên. Mày chết mày rồi anh bạn ạ. Đây sẽ là lúc chúng ta phản công. Yes, come here.
Bây giờ chúng ta đã có thể tấn công được pha tôm từ xa. Nó bị mắc kẹt trên này rồi. Cái bên mà mình còn bắn hụt nữa. Mình đã tiêu diệt được hết pha tôm rồi. Yeah, và chúng ta là người mạnh nhất ở đây. À, mình có một cách. Đó là khi những con phù thủy chết đi, chúng sẽ có khả năng gơi ra những cái chai lọ. Và điều này thực sự rất là cần thiết để chúng ta có thể múc được một ít nước ở bên cái vạc này và cho vào cái vạc kia. Điều này sẽ khiến cho cái vạc của chúng ta trở nên đầy nước. Đây rồi, chúng ta đã có những con phù thủy. Và mình đặt cược tất cả may mắn của mình để chúng ta có một cái chai. Và... yes! Chúng ta đã có một chai thủy tinh. Yes! Thôi khoan, mình đóng cửa cái đã. Yes! Có một sự thật là chúng ta không thể múc nước ở đây. Nhưng mà chúng ta có thể múc nước được ở đây. Nhưng mà chỉ với một số nước làm sao chúng ta có được nước vô hạn đây? Ủa? Có chuyện gì vậy? Không biết là con thây ma nó ở đâu đấy. Ô, nó... Ow! Ê! Từ từ! Mình còn phải thắp sáng cái khu vực này. Ô, no! Ô, no! No! Cua đi! Và chúng ta vẫn sống. Uầy, mình có ý tưởng này. Đó là tại sao chúng ta không múc nước từ cái xô nước và chúng ta cho vào cái vạc. Từ từ. Và chúng ta lại có thêm một xô nước. Với hai xô nước này thì chúng ta có thể tạo ra được nước vô hạn rồi. Và chúng ta đã hoàn thành được nhiệm vụ nước vô hạn. Ôi trời ạ, à, tôi làm được nước vô hạn rồi này. Chúng ta có hai con thây ma dân làng. Mình sẽ đưa anh bạn thây ma này xuống dưới đồi và sẽ cho anh ấy ngồi trên chiếc thuyền. Sau đó mình sẽ che nắng cho anh ấy. Pha tôm lại xuất hiện nữa rồi. Chúng ta còn phải có một con phù thủy, bởi vì anh ấy có khả năng ném ra những cái lọ thuốc, và trong đó có cả thuốc gây yếu. Đó là một trong những nguyên liệu cần thiết để chúng ta có thể cứu sống một anh dân làng. Ở đây mình có phù thủy, và mình sẽ mang anh ấy xuống phía dưới. Anh ấy đây rồi. Oh no. Oh no. Tôi cần phải chạy. Oh no, oh no, tôi còn nửa tim. Tôi cần phải đi lên. Oh no, bắt cua. No, God, no. Hello. Come here. Tới đây nào bạn. Rồi, please cho tôi một lọ gây yếu đi. Cảm ơn, cho tôi một lọ gây yếu đi mà. Tao không cần độc, mày hiểu chứ? Thứ tao cần là một lọ gây yếu. Tao cảm thấy sức mạnh của tao rất là mạnh, và tao yêu cầu mày hãy ném cho tao một lọ gây yếu để kìm hãm sức mạnh của tao. Được rồi, ném vào đây.